Việt Nam ưu tiên phát triển các loại hình điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và chất thải rắn là nội dung buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh Công ty Cổ phần Erex tích cực quan tâm, triển khai, nghiên cứu, phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam, đặc biệt là đầu tư xây dựng các dự án điện sinh khối. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, phát triển điện sinh khối là phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Theo dự thảo quy hoạch điện 8, dự kiến đến năm 2030 phát triển từ 1.230 đến 2.270 MW, đến năm 2050 phát triển khoảng 6.000 MW nguồn điện sinh khối, điện từ rác. Vì thế, những đề xuất của Erex đang triển khai một số dự án điện sinh khối tại Yên Bái, Tuyên Quang và Hậu Giang mới chỉ chiếm khoảng 40%, trong khi nhu cầu của Việt Nam trong tương lai sẽ còn rất lớn nếu như loại hình điện này có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Erex cần cố gắng đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án điện sinh khối tại Hậu Giang và coi đây là hình mẫu cho ý tưởng phát triển điện sinh khối, điện rác tại Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Erex, đã chia sẻ về dự án điện sinh khối Hậu Giang và cam kết đây sẽ là một trong những dự án kiểu mẫu về phát triển điện sinh khối phục vụ cho phát triển của địa phương. Thời gian tới, Erex sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương trong việc khảo sát nguồn nguyên liệu ở Việt Nam, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các trung tâm nghiên cứu về năng lượng tái tạo tại Việt Nam.